Như các bạn thấy nha, ngâm vào trắng liền luôn, không cần xả qua nước gì hết. Trắng mà bắp chuối của mình nó còn giòn nữa nha. Với cách này các bạn có thể xắt bắp chuối nè, hay là chuối cây để các bạn nấu canh chua hay làm gỏi hay là ăn lẩu thì đều được, đều ngon hết ha. Như là nó là khắc tinh của mũ chuối á. Mến chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến anh chị và các bạn cái mẹo nhà bếp nhỏ, cái mẹo này làm cho bắp chuối của mình trắng sạch giòn ngon mà không cần cái chanh hay giấm nha. Thì cái cách làm với chanh hay giấm thì rất là quen thuộc, ai cũng biết rồi, nhưng mà nhiều khi nhà mình không có chanh hoặc giấm thì các bạn có thể áp dụng trong hai cách này nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ hai cách, anh chị mình thấy cái cách nào tiện thì áp dụng nha. Ở đây thì mình có một cái bắp chuối này, ông xã mình đi vườn hái hay chiều hôm qua, thì lúc này trời nắng đó các bạn. Chuối này á, khi mình bẻ về là mình xắt liền, nếu mình không ăn liền á, thì mình bảo quản trong tủ lạnh á, vậy thì nó mới được tươi lâu và giòn ngon. Chứ các bạn để bên ngoài á, mình mới để hay chiều hôm qua, tới giá này là bắt đầu mấy cái bẹ này nó bung, nó đen ra gì nó màu lắm. Thì cái mấy cái bẹ ở ngoài nó già thì mình sẽ bỏ bớt đi nha, vì mấy cái bẹ này nó già, nó dai, khi mình ăn nó không có giòn, không có ngon. Mình lột vừa tới cái miếng này nó hơi trắng trắng là được. Còn tí xíu nếu mình xắt tới đâu mà mình thấy nó bị già thì mình hãy lột thêm nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cái cách đầu tiên nha. Mình sẽ cho vào trong thau này một ít nước lọc bình thường. Ở đây thì mình sẽ dùng nước lọc bình thường. Và để cho bắp chuối của mình nó được trắng ngon, không cần cái giấm hoặc chanh. Thì ở đây mình có rau găm nha các bạn. Mình sẽ cho vô đây một ít. Mình cho ở đây khoảng khoảng chừng 10 đọt. Mình sẽ bóp dập ra ha. Còn tí xíu nữa các bạn lấy cái phần rau găm này chung với bắp chuối đó, rồi mình trộn gỏi luôn. Để mình bóp cho nó hơi dập dập nát nát ra gì nè, không cần bóp nhuyễn quá đâu nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ xắt bắp chuối này. Mình sẽ cắt bỏ cái cùi ở trong này nè. Cái cùi chuối này thì nó chát lắm, không thích trái con này các bạn có thể bỏ đi. Mình cắt cái cùi ra rồi thì mình bỏ nhanh lắm. Mình lặn ra vậy đi ha. Đó. Hôm trước mình có chia sẻ cái cách làm trắng bắp chuối từ nước mưa, thì mình bỏ trái chuối con này, có bạn vô nói là ổn lắm vì trái con này nó sẽ ăn rất là tốt. Thì tùy các bạn ha, mình thích giữ lại thì giữ, không thích thì mình có thể bỏ đi ha. Đó, bỏ ở đây tí xíu nữa thì mình gom mình hốt sau. Thì ở đây mình sẽ bỏ một ít trái già, còn trái con mình sẽ chừa lại. Các bạn không sắt thì các bạn có thể dùng dao bào cho nó nhanh hơn. Mình sắt được một ít rồi thì mình sẽ cho ngay vào trong thau nước rau găm này nha. Để mình để ngoài lâu quá thì cái mũ chuối nó ra sẽ bị thâm. Mình sắt được bao nhiêu thì mình sẽ cho trực tiếp vào luôn. Thì hôm nay cái bắp chuối này là thì mình sẽ làm hai cách. Nửa bắp thì mình sẽ ngâm rau găm, còn cách tiếp theo thì các bạn chờ xem mình làm như thế nào nha. Cách tiếp theo thì nó còn hiệu quả hơn nữa các bạn. Mình không có thay nước, mình chỉ ngâm một lần là bắp chuối mình trắng luôn. Trắng mà trắng tinh luôn nha. Mình cũng vừa xắt xong nửa bắp chuối và mình cho vào đây mình ngâm hết nha các bạn. Thì bây giờ mình để đây mình ngâm khoảng từ 10 đến 15 phút nha. Thì mình sẽ chia sẻ cách thứ hai cho các bạn nha. Đó, bây giờ mình mới ngâm khoảng chừng 3 4 phút là cái nước nó ra nó hơi đen đen nè. Thì bây giờ mình cứ để đây cho nước nó ra khoảng 10 phút đi rồi mình sẽ thay nước. Còn cách thứ hai thì rất là đơn giản, các bạn không cần phải ngâm hai nước đâu nha. Cách thứ hai này thì mình sẽ dùng cái thau nước lọc bình thường nha các bạn. Và để cho bắp chuối nó trắng thì mình sẽ cho vào đây một ít cơm mẻ. Cơm mẻ này thì không biết ở vùng ngoài các bạn có không nha. Chứ ở miền Nam này thì mọi người thường hay nuôi cơm mẻ trong nhà để nấu canh chua các bạn. Trong cái cơm mẻ này là nó có cái chất chua. Thì đây là cái mẹo nhà bếp ít ai chia sẻ, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn nha. Mình cho vào cơm mẻ này một ít muối. Rồi mình cho vào trong nước lọc mình lược ra.
Với cách này bắp chuối của mình nó nhanh trắng lắm, cho vào nó trắng ngay và nó giòn nữa. Rồi đó, xong ha. Bây giờ cái nước cơm mẹ nó đã ra trắng trắng gì nè, bây giờ mình sẽ bào bắp chuối vào, mình bào trực tiếp vào trong cái thau cơm mẹ này luôn. Nhiều khi mình muốn ăn bắp chuối và mình muốn làm cho bắp chuối nó trắng giòn mà mình trong nhà không có chanh vẫn giấm thì các bạn có thể áp dụng thêm cách này nha. Xong rồi thì bắp chuối này các bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh nè, mình có thể làm gỏi, làm nộm ba chuối, hay là các bạn cũng có thể ăn lẩu đó. Các bạn thấy nè, mình cho vào là bắp chuối nó trắng tươi liền luôn, trắng tinh liền luôn ha. Nè, như là cái cách này là tí xíu mình còn ngâm lại một nước nha các bạn. Còn cái cách cơm mẻ này nè, các bạn không cần ngâm nước nào hết là nó trắng tươi liền luôn. Trắng hơn chanh hơn giấm nữa, nó nhanh lắm. Chanh giấm cái khi các bạn nặng nhiều lắm nó mới trắng nha. Đó, như các bạn thấy nè, ngâm vào trắng liền luôn, không cần xả qua nước gì hết, trắng mà bắp chuối của mình nó còn giòn nữa nha. Với cách này các bạn có thể xắt bắp chuối nè, hay là chuối cây để các bạn nấu canh chua, hay làm gỏi, hay là ăn lẩu thì đều được, đều ngon hết ha. Một thau là mình ngâm với rau găm, thì cái thau với rau găm này là mình đã chắc nước đầu tiên bỏ nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ ngâm thêm nước thứ hai nữa. Nếu ngâm nước thứ hai thì nó chưa trắng được như ý thì các bạn có thể thêm một nước nữa, mình ngâm cho nó trắng hơn. Còn với cách ngâm bằng cơm mẻ như các bạn thấy nè, mình chỉ ngâm một nước đầu tiên thôi, cho vào mà nó trắng ngay liền. Nếu nhà các bạn có cơm mẻ thì các bạn hãy thử áp dụng nha, mình thấy rất là hiệu quả luôn nha. Thì cái cách này để các bạn không cần thay nước gì hết, mình chỉ bào vô rồi xong mình vớt ra mình dùng liền luôn, nó nhanh vô cùng. Với nước cơm mẻ thì là cái tay mình cũng trắng luôn, nó không có bị thâm đen nha. Đó, như ở đây thì các bạn so sánh nha, các bạn thấy cách nào mà hiệu quả hơn và tiện hơn thì các bạn áp dụng nha. Thì mình thấy cơm mẻ nó sẽ trắng hơn với nước rau găm này. Cái nước rau găm này thì mình thấy gì các bạn chia sẻ thì hôm nay mình cũng sẽ làm thử để mình chia sẻ đến các bạn. Rồi anh chị và các bạn mình thấy cách nào tiện thì áp dụng nha cả nhà. Rồi sau khi mình ngâm bắp chuối trong nước thứ hai này khoảng 5 phút rồi các bạn, thì cái nước rau găm này thì mình thấy nó cũng trắng, nó cũng hết có mủ thôi, nhưng mà nó không có trắng bằng cái nước cơm mẻ này nha. Nước rau găm này các bạn có thể ngâm thêm từ 2-3 nước đó, thì mình thấy nó trắng đó. Còn cơm mẻ này nó tiện lắm nè, chỉ cần một nước như vậy thôi nha. Bây giờ thì mình sẽ thử nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ vớt cái nước rau găm này nè, cái phần bắp chuối và nước rau găm này qua bên đây mình ngâm chung luôn ha, để coi nó có nhanh trắng hơn không nha. Trắng rồi đó. Đó các bạn thấy nó làm như là cái gì mà nó hiệu quả vô cùng luôn á. Các bạn thấy nè, trong chừng vài chục giây à, bắt đầu nó nhả, nó trắng lần lần rồi nè, hiệu quả. Như là nó là khắc tinh của mũ chuối á, cái cơm mẻ này nè. Đó các bạn thấy nè ha, bắt đầu nó trắng lên dần dần rồi nè, nhanh vô cùng luôn. Rồi các bạn thấy cách nào tiện thì áp dụng nha. Vậy thì rất là đơn giản, nhanh gọn lẹ, mình đã chia sẻ với anh chị và các bạn cái mẹo nhỏ để làm trắng bắp chuối nha. Hai cách này các bạn thấy cách nào tiện thì áp dụng nha cả nhà. Nếu anh chị và các bạn có cách nào đơn giản và hiệu quả hơn nữa thì hãy để lại bình luận cho mình và mọi người cùng tham khảo nha cả nhà. Rồi mến chào, hẹn gặp lại anh chị và các bạn vào những clip tiếp theo nữa nha.